Chứ em sẽ làm màu vàng giả vàng cho anh. Anh yên tâm, Khánh Luân xin chào quý khách. Quý vị đang thấy trên hình đây là gia đình nhà anh Vương, bác từ Thanh Thủy đúng không nhỉ? Anh ở Thanh Thủy à? Thị xã Phú Thọ. À, anh ở thị xã Phú Thọ. Về ký duyệt các sản phẩm gồm có bộ hoành phi câu đối. Vừa rồi thì là ở ngoài cửa hàng, cơ sở 1 thì anh và bác đã ký bộ sập tập điều con mai, và bây giờ là bộ hoành phi câu đối hàng VIP. À, cực kỳ dày dặn. Không biết được anh. Anh vừa biết anh hơi hơi bóp bóp. Không, anh lật lên được, mà cái này anh lật lên anh... không, không cần bút lông, bút cái này nhuộm thì bút lông nó mờ. Bộ hoành phi câu đối này là rất chi là đẹp và đặc sắc. Ở hàng thửa của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, ở giữa là Đức Lưu Quang và hai bên là tổ tông công Đức Thiên Liên Thịnh, bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, và một bộ sập thờ tứ linh. Hàng VIP được anh Vương đang ký duyệt. Lấy ra cái bảng điện thoại. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng của đồ gỗ Thành Luân, làm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Rất đẹp. Chị Mây bỏ cho em cái thùng dưới rác nào. Bỏ ra. Sập thờ là kích thước 2m17, rộng 1m07 và chân 24. Đó, đôi nghe trầu rất là đẹp, chị Mây đứng dậy cho em cái. Rất chi là đặc sắc. Trên hình quý vị đang thấy đây là gia đình nhà anh Vương, gồm có bác và các anh của anh. Bố. Bộ sập thờ tứ linh này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng đã giao tương đối nhiều cho các khách hàng. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn anh và gia đình. Xin kính chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào mọi người. Ở phía đây là xưởng chúng tôi đang hoàn thiện bộ sập thờ tứ linh VIP của gia đình anh Toàn ở thành phố Hà Nội. Đây là cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối, chúng tôi sẽ chuẩn bị lên hình để bàn giao cho gia đình các khách hàng. Lân xin trân trọng cảm ơn.